Còn trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Thanh Tùng. Thưa anh Thanh Tùng, trước khi mà chúng ta trò chuyện đến tình hình thời tiết thì tôi muốn chuyển đến khán giả một thông tin cập nhật vào thời điểm này. Ngày mai thì sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống khiến cho sóng gió trên nhiều vùng biển đã mạnh lên, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Cảnh báo từ chiều mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 và cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông, vùng biển phía tây nam Biển Đông gồm phía tây huyện đảo Trường Sa, từ đêm mai gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Để chủ động ứng phó gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh, thông báo cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Không biết rằng là ngoài sóng gió trên biển thì không khí lạnh sẽ tác động như thế nào đến đất liền? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Tùng sẽ cập nhật thông tin từ khán giả. Xin mời anh Thanh Tùng. Vâng, cảm ơn anh Dương. Xin chào quý vị khán giả. Không khí lạnh lần này về thì sẽ khiến cho nhiệt độ của miền Bắc giảm và có cả gió nữa. Thế nên là ngày mai thì quý vị sẽ thấy là trời lạnh hơn so với hôm nay. Dự báo là khoảng chiều mai thì không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta. Khi mới về thì không khí lạnh sẽ gây ra mưa cho một số nơi ở Bắc Bộ. Sau đó thì gió đông bắc dồn xuống thì trời sẽ khô ráo hơn và nhiệt độ bắt đầu giảm. Khả năng là giảm từ 2 đến 4 độ so với hôm nay. Mức nhiệt cao nhất ở một số nơi như là thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang hay là Sơn La chỉ khoảng là 18-19 độ thôi, tức là trời rét. Trong khi đó thì thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của miền Bắc, trời sẽ là lành lạnh với mức nhiệt phổ biến là 20 đến 22 độ. Trời lạnh trong khoảng 2 ngày tới, sau đó từ ngày Chủ nhật trở đi thì miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, ban ngày có nắng và ấm hơn. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ mức 21 lên 23 độ. Không khí lạnh chiều đến chiều tối mai thì cũng tác động đến khu vực miền Trung, gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sau đó vùng mưa sẽ tiếp tục được mở rộng xuống đến Khánh Hòa. Cục bộ có những điểm mưa to, đi kèm với đó là nguy cơ về dông lốc, sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Quý vị lưu ý. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cập nhật những thông tin dự báo chi tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hải Phòng đêm nay trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Ngày mai thì nhiều mây, nhiệt độ khoảng 22 độ. Từ chiều mai có gió đông bắc cấp 3, trời lạnh. Huế đêm nay trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Sáng đến chiều mai trời nắng mây đan xen, 27 độ. Về chiều tối có mưa rào. Đà Lạt dự báo đêm nay không mưa, trời rét, chỉ 13 độ. Ngày mai thì trời nắng, nhiệt độ tăng tới hơn chục độ so với ban đêm, cao nhất là 25 độ.